Hello, em xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người ạ. Em là phải tranh thủ một hở một chút thời gian thì lại lên một số mã cho các bác. Không lên được nhiều, chắc là chỉ độ khoảng hơn chục mã, hơn chục đôi các bác. Thì đôi đầu tiên em lên là một đôi công sở chất liệu da cừu. Đến từ một thương hiệu của Ý các bác nhé. Chất liệu da cừu. Đó, mọi người có thể xem thiết kế của nó này. Một đôi công sở rất đẹp và sang, size chân nhỏ, size chân cho những bác có size chân 38,5 đến 39 là ok nhé, 40 thì không có vừa đâu. May ra thì chân thon gọn mỏng thì may ra 39,5 sẽ vừa đó, size nhỏ nhưng mà dáng thon dài các bác đó, nên là rất sang, rất sang so với những mẫu công sở khác. Đây, đặc biệt phần cổ giày mọi người có thể thấy họ may rất tinh tế và chắc chắn nhá. Đó. Đây là phần gót và phần gầm giày để cho mọi người có thể thấy là cái độ mới của đồ này. Có thể gọi đôi này là đôi xài lướt nhé. Họ đi rất ít. Đế da mọi người ạ. Đây, ở đây chữ Ý. Chữ Ý ghi đây. Đế da. Đế da. Nhưng mà tại vì người phương Tây ấy, thường là người ta đi những cái đôi có đế da này, người ta không có thích dán chống trượt đâu các bác. Cho nên người ta lại phải ra tiệm giày để cho thợ giày người ta gạch. Đó, gạch tạo ma sát này để chống trượt này. Đó. Còn như các bác thích thì các bác có thể dán chống trượt nhé, thì sẽ rất là yên tâm dán chống trượt. Da cừu. Lót ở trong đây là còn nguyên của hãng mọi người ạ. Đó. Tên hiệu này, tên hiệu là Bạc Luti nhá, Bạc Luti Ý, một thương hiệu của Ý, Bạc Luti, Bạc hay là Bạc cũng được, đọc thế nào cũng được các bạn. Đây ạ, phần đế đây có chữ Bạc Luti các bạn nhé, đọc kiểu Ý là Bạc Luti, Bạc Luti, còn đọc kiểu Anh thì là bơ bơ. Mã là A126 này. Size chân 39. Đó, 38,5 39 mang vừa nhá. 510k cho đôi. Độ mới cực cao và sang đẹp này. Đó. Lên tiếp cho các bác một đôi thuộc dòng siêu phẩm. Hiệu Gucci. Đó, đôi hiệu Gucci các bác nhá. Chất liệu ạ. Để cấu thành đôi này ấy, thì phần này là da mài này. Đó, phần này sẽ sử dụng da mài. Còn phần này người ta sẽ sử dụng chất liệu vải cao cấp các bác nhé. Vải cao cấp của thương hiệu này. Đó. Cấu thành đôi này họ sẽ phối như thế. Một đôi siêu phẩm. Da mài và vải cao cấp của Gucci. Đó, thường thì những cái khóa trang trí ở đây này, những cái đôi, đối với những cái đôi chính hãng như này ấy, thì em cũng không có dám khẳng định, nhưng mà rất có thể là họ sẽ mạ vàng các bác nhá. Họ mạ thôi chứ không phải nguyên khối này thì chết, nguyên khối này thì em lại phải giữ đôi này lại ngay, nguyên khối làm sao bán được giá có vài trăm ngàn được cho các bác. Đấy, may ra thì những cái đôi như này hàng chính hãng các bác nhá, còn cái hàng Quảng Châu một số người người ta bán không phải đâu, cứ nói là vàng nọ vàng kia bao nhiêu ca đấy, đào lao hết lửa các bác hết đấy. Đây chính hãng này các bác này, qua sử dụng đôi giày của những thương hiệu hàng ngàn đô, qua sử dụng
người ta dùng như này các bạn, người ta đâu có chuyện là xài lướt mà đi cực ít, xong là phần mũ dày ở trên thì không có cái độ gãy gì, không có cái dấu tích gì đã qua sử dụng. Sản xuất Made in Italy, các bác có thể thấy chữ Made in Gucci, chữ R và Made in Italy rất rõ nét chưa ạ, hàng chính hiệu nha các bác nhá. Đó, với những đôi chính hiệu này thì mua kể cả có giá cao một chút thì cũng không thấy bực mình các bác, còn mua phải cái hàng fake bực mình lắm, bị người ta gạt mệt lắm. Đó, qua sử dụng em nói rồi nhá, qua sử dụng nó phải có để lại dấu tích nha. Đó, ít nhất phải thế. Còn khi mà các bác thấy nó cứ cái phần trên này, mũ giày này qua sử dụng mà nó cứ căng đét như thế này, các bác phải đưa ra nghi ngờ ngay nhé các bác nhé, chớ trở thành gà để cho họ qua mặt, để cho họ gạt mình. Đó, không nên để cho họ gạt. Thì cứ nói là mua nó cũng không đáng bao nhiêu đâu, có thể các bác cũng chỉ mua những sản phẩm của họ chỉ khoảng độ hơn triệu, triệu mấy thôi, nhưng mà sẽ rất là bực mình các bác khi bị người ta gạt. Em cũng cho các bác xem phần trong lót này, đã qua sử dụng cho nên người ta không còn cái giữ được cái lót cũ đâu các bạn, người ta thay bằng một cái lót mới rồi. Cái vấn đề thì không không quan trọng các bạn, đi bên trong không quan trọng đâu. Về các bác có thể không thích, các bác có thể thay một cái lót khác được, không vấn đề gì, có vài chục ngàn thôi. Đấy, chia sẻ và review này cho các bác biết là như thế để các bác tránh chơi hàng si. Lựa hàng hiệu thì mình nó phải chính hiệu, chứ còn không phải hiệu thì rất là tức các bác ạ. Đây ạ, mã của đôi Gucci này là A124 này, size 41,5 các bác nhá. Size 41,5 là đi vừa đẹp nhất các bạn, hoặc là chỉ hơn 41,5 một chút thôi, 42 lại không đi vừa các bạn, 42 đi sẽ bị kích nha các bác nhá. Các bác mà size trên 42 thì không nên cố gắng chỗ đôi này, bởi vì sẽ bị kích các bạn. Chỉ có 41,5 đi đẹp nhất đó, hoặc là hơn một chút, hơn một chút thôi so với 41,5 nhá, để 42 là không có đi vừa. 690k cho đôi này, sản xuất tại Ý ạ. Cho liền mạch Ý luôn các bạn. Tiếp tục này, lại một đôi nữa đến từ thương hiệu, cũng là một thương hiệu của Ý các bạn. Đó, một đôi double mông cháp, một đôi double mông cháp da đen bóng, dáng thiết kế thì thon dài sang trọng lịch lãm. Đưa gần một chút cho các bác có thể xem được phần mũ giày này. Đó, rất lịch lãm sang trọng các bác nhá. Tiếp đến là phần đế. Đây, gót. Mặc dù đã qua sử dụng nhưng mà nhìn dấu hiệu gót này là các bác có thể thấy là người ta xài cũng rất ít thôi. Đế da cao cấp được khâu dấu chỉ đây. Được khâu dấu chỉ. Lót chống trượt đã được dán. Đây là phía trong của giày các bạn. Đó, lót này. Lót có chữ Black, Black Label. Đó. Còn đây là By By Manfield. By Manfield, Man có nghĩa là đàn ông ấy, có nghĩa là đại loại thế các bạn. Đây, ở đây các bác có thể thấy chữ người ta khắc, khắc ở trên đế da Made in Italy.
Mã là A128 các bác nhé. Xe 43 này, 500k, sản xuất tại Ý, xuất Nhật. Tiếp đến là một đôi hàng hiệu nữa, cũng là hàng chính hiệu, đến từ một thương hiệu rất nổi tiếng của Pháp. Đây mọi người có thể thấy hàng chữ này, Louis Vuitton này. Đó, Louis Vuitton được người ta dập ở trên phần da dê đó, ở trên phần da cừu đó, Louis vui tươi đấy các bạn. Đó, các bác có thể thấy nha, những cái đường kẻ caro ở đây, ở cái đai thun đây, đó chính là biểu tượng của thương hiệu này nhá, Louis Vuitton. Chất liệu da da cừu, và phần này sẽ là da mài nhá mọi người, da mài đó, phần này sẽ là da mài mài nhung. Đây thực chất là một đôi thể thao, một đôi lười thao các bác, hay còn gọi là sneaker. Thực chất là một đôi lười thao hiệu Louis Vuitton, rất đình đám. Đây mọi người có thể xem phần lưỡi gà, lưỡi gà giày chính hãng luôn các bác nhé. Ở trong này sẽ có cái lót tên thương hiệu Louis Vuitton Paris, thương hiệu nổi tiếng của người Pháp mà, ở kinh đô thời trang nước Pháp đó là Paris. Mọi người xem lại phần mũ giày nhá, một đôi lười thể thao màu đen, đây sẽ là phần đế đó, đế phần này, phần này sẽ là cao su mọi người đó, phần này là kép này, phần này là kép màu cam này, có tên thương hiệu này Louis Vuitton. Đôi này có mã là A134 này, size chân 40 vừa luôn, 40 39,5 40 là ok nhá, 550k cho đôi hàng hiệu của Pháp này. Lên cho các bác một đôi penny, cái mẫu giày này ấy, thì người ta sẽ gọi là mẫu giày penny các bạn, tên chính xác của nó thì là mẫu giày penny. Thường thường những đôi penny này người ta sẽ sản xuất hoàn toàn bằng tay các bạn, khâu tay hoàn toàn. Đương nhiên rồi, cái phần này họ sẽ dùng máy may, nhưng mà vẫn chỉ là tay của người thợ may thôi, chứ không người ta không dùng hệ thống tự động. Đó. Còn lại những cái phần chi tiết này người ta sẽ làm hoàn toàn khâu bằng tay, khâu tay rất bền bỉ và chắc chắn. Đó là đặc điểm của những đôi penny luôn là như vậy. Và thêm một điểm nữa để có thể phân biệt penny đó là sao? Những đôi penny thường người ta sẽ dùng những miếng da cắt ra và người ta không có làm lót ở bên trong. Đó, người ta không có làm lót ở bên trong này, không có lót vải hay là lót một lượt da gì cả, chỉ nguyên một miếng da. Đó, đặc điểm đó là đặc điểm nhận biết của những đôi penny là như vậy, không có lót luôn các bạn. Một miếng da người thợ người ta sẽ cắt ra, đo kích cỡ size muốn sản xuất, sau đó sản xuất hoàn toàn bằng tay thôi, thủ công một tay. Đó, ở trong phần lót đây có chữ MBT này, có chữ MBT. Nhưng mà đôi giày này lại được sản xuất ở Ý quá nhá, do những người thợ thủ công của Ý hoàn thiện. Đây sẽ là phần gót này, đế da dùng đế Vrom. Đó, em đã giới thiệu nhiều rồi, đế Vrom là một trong những cái thương hiệu đế
nổi tiếng thế giới mà rất nhiều hãng giày nổi tiếng trên toàn cầu sử dụng đế của cái thương hiệu này. Họ chuyên sản xuất đế và những cái dán chống trượt rất uy tín và chất lượng. Mã là A130 này, size 42 quá nhá. 410k cho đôi Penny này, sản xuất tại Ý, xuất Nhật. Màu Bordeaux. Lên tiếp một đôi giày nữa. Một đôi công sở. Giày này thì cũng dễ phối đồ các bạn. Có thể phối với rất nhiều loại trang phục như là quần Âu hoặc có thể là quần jean và kaki. Đó. Đôi này độ mới rất cao mọi người nhé. Độ mới rất cao. Đây là lót bên trong của hãng này. Đó. Mọi người có thể thấy chữ Khâu Han này. Khâu Han thì là một công ty con của hãng Nike các bác nhé. Đó, là một công ty con của hãng Nike. Cho nên là bác nào đang muốn sở hữu một cái đôi giày Tây phong cách trẻ trung hiện đại như thế này của thương hiệu Nike thì đây là cơ hội cho các bác. Độ mới còn rất cao. Một đôi giày Tây độ mới rất cao, thiết kế sang trọng lịch lãm, trẻ trung hiện đại, rất nhiều ưu điểm ở cái đôi giày này của Nike hiệu Khâu Han, một công ty con của thương hiệu Nike đang đứng số 1 thế giới. Đây là phần gót đã qua sử dụng, mọi người có thể xem được rất kỹ, đế da mọi người. Đó, khắc hiệu Khâu Han. Đó. Còn rất đẹp. Mã là A135 này. Size của Mỹ size 8,5. Size chân vừa với các bác là 42 nhá. 1,5 đến 42. 550k. Sản xuất tại Ấn Độ, xuất Nhật của hiệu Nike. Nhắc đến Nike quên mất không nói rõ, lại khẳng định nó là số 1 thế giới, nhưng mà số 1 thế giới ở ngành sản xuất giày thể thao các bác nhé. Đó, ở ngành sản xuất giày thể thao, chứ ngành ngành sản xuất giày da như này thì Nike không phải là số 1 thế giới. Nike nằm ở trong lĩnh vực giày thể thao và đồ thời trang thể thao thì đang đứng số 1 thế giới. Đó, trước mắt các bác sẽ là một đôi cũng đến từ một thương hiệu của Ý các bác. Đến từ một thương hiệu của Ý. Lót giày Chill Boots New York này. Adam Derrick. Đó, Adam Derrick. Made in Italy. Đây là lót theo đúng giày các bác nhé, chứ không phải người ta thay lót đâu, lót theo đúng giày luôn á. Bây giờ em sẽ cho các bác coi cái phần dưới thì các bác có thể thấy luôn. Đây, bắt đầu từ phần gót cũng sử dụng chưa nhiều. Đó, đến tên hiệu đây. Đó, Chill Boots New York này, Adam Derrick. Đó, Derrick Khâu Goodyear, đế da cao cấp. Về các bác có thể dán chống trượt nhá. Đó. Da B. Chất liệu là da B non. Cho nên là cũng rất là mềm. Mã của đôi này là A129 này.
size của Mỹ là size 8,5, có nghĩa là size chân vừa với các bác là size 42 nhé. 4,5 đến 42 là mang vừa, 450k sản xuất tại Ý, xuất Nhật. Lên một mã giày nữa đến từ một thương hiệu của người Mỹ, màu bọc đô các bạn đó, màu vàng rượu vang bọc đô. Từ một thương hiệu rất là nổi tiếng của Mỹ. Đây sẽ là phần gót này, đã qua sử dụng, đế da cao cấp khâu gút ria, chống trượt thì đã mòn rồi, các bác có thể bóc và dán lượt chống trượt mới. Đương nhiên là đế da thì nó khi mà nó va chạm với nền gạch đó thì nó sẽ hay kêu là cạch các bạn. Tại sao họ dán chống trượt? Dán chống trượt nó giúp cho đế da không kêu là cạch nữa. Các bác khi mà đã có cái phần chống trượt rồi, các bác đi nó không kêu là cạch nữa. À, nhiều bác thì không thích kêu nhưng mà lại rất thích đi giày đế da, thì các bác dán chống trượt sẽ là một cái giải pháp rất là tốt cho các bác. Lót ở trong đã qua sử dụng nhưng còn nguyên bản theo hãng các bác nhé. Bây giờ em sẽ review cái tên hiệu hãng cho các bác này. Đây ạ, ở đây sẽ là tên của hãng này. Mọi người có thể thấy dòng chữ Boston, Bostonian, có nghĩa là người Boston các bác nhé. Boston thì lại là một cái tiểu bang của Mỹ đó, tiểu bang Boston Mỹ. Bostonian có nghĩa là người Boston. Đó, tên hiệu thì họ gắn ở đây, thế nó mới độc đáo chứ các bác, không ở ngoài. Ở trong này cơ, mấy cái ông hiệu nổi tiếng của Mỹ hay hay sản xuất kiểu thế các bác. Có em thấy mấy hiệu họ hay mày ở đây, tên hiệu ở trong này rất kín luôn các bác. Mà giày của Mỹ thì nổi tiếng là nồi đồng cối đá các bác, cực kỳ bền bỉ. Dù là giày Penny hay là những cái đôi Oxford, Derby, công sở như này đều cực kỳ bền bỉ. Chất da thì họ chỉ có hay sử dụng da bê là chính, da bê non, da bò, cho nên là những sản phẩm giày của họ cực kỳ chắc và bền quá. Mã là A133, A133 các bác nha. Size chân vừa các bác là 41,5 này, 450k cho đôi này, sản xuất tại Mỹ, xuất Nhật. Lên cho các bác một đôi đến từ Ý nữa này. Trước mắt các bác là một đôi da bò hạt đó, đến từ một thương hiệu của Ý. Bác nào đang kiếm một đôi giày mà có gót khá là cao một chút, để mình có thể cảm thấy mình cao hơn so với mức bình thường, thì đây là một lựa chọn cho các bác nhé. Một đôi da bò hạt màu đen, độ mới còn rất cao, thiết kế gót khá là cao các bạn. Ở cái phần gót này em ước lượng nó rơi vào khoảng trên 4 phân các bác nhé. Các bạn ăn gian được khá nhiều luôn, các bác sẽ cảm thấy mình cao hơn rất nhiều so với những đôi giày mà gót chỉ có đến đây. Cao hơn rất nhiều, thậm chí là cái phần đây, cái phần đế đây cũng được người ta thiết kế rất là cao. Một đôi giày đến từ một thương hiệu của Ý, cho bác nào có size chân tầm 41 đến 41,5 ạ. Phía trong lót còn nguyên bản
của hãng và tên của mẫu giày này là Tiger. Đó, Tiger. Đó, các bác thấy hình con hổ, con cọp đây không? Đó. Hình một chú hổ, chú cọp đây. Tiger thì có nghĩa là hổ rồi. Made in Italy trong này các bác nhá. Đó. Đã qua sử dụng nhưng mà còn rất là ok. Đó, các bác nhìn thấy không? Họ sản xuất rất là kỹ chưa? Cho nên là tại sao những đôi giày của chính phương Tây người sản xuất rất bền đó. Đây, phần gót này sử dụng chưa nhiều đâu các bác ơi, sử dụng chưa nhiều nhá, cho nên độ mới còn rất cao. Người Ý ấy, người ta hay dập cái size ở đây, người ta ghi là 42 1/2. Nếu như mình mà cứ tin vào cái size này thì mình sẽ không bao giờ chuẩn size các bác, cho nên là mình phải đo, phải đo phải thử thì em mới đưa ra cái size nó là 4,5 bác nhá. Còn ở đây người ta ghi, người ta khắc đây, khắc ở cái đế da 42 1/2, có nghĩa 42,5 nhưng mà không phải 42,5 đâu bác, tại vì họ sẽ đo cái chiều dài phần đế và khắc chỉ số vào, họ sẽ đo từ đây cho đến tận đầu này các bác thì nó sẽ thành 42,5 bác nhá. Nhưng mà cái phần sử dụng được ở trong giày thì nó chỉ là 41,5 thôi, 41,5 thôi các bác nhá. Đó, các bác coi lại phần đế giúp em. Đấy, cũng sử dụng đế rất là cao cấp của thương hiệu Vrom mà, rất nổi tiếng. Mã là A127 này, size 41,5, 500k các bác nhá. Đôi giày này có giá 500k, sản xuất tại Ý, xuất nhập. Thêm một đôi giày nữa, lại cũng đến từ một thương hiệu của Ý. À, toàn Ý các bác, toàn Ý, Mỹ. Toàn Ý, Mỹ và Pháp thôi. Chưa thấy một đôi đến từ châu Á nào. Đó, một đôi giày lười. Một đôi mocassin. Hay là gọi là loafer. Đôi này có lẽ là chất liệu da bê non các bạn. Đúng rồi, đôi này chính xác chất liệu da bê non. Màu nâu. Đây là phía trong lót giày. Vẫn còn nguyên lót của hãng. Tên hãng là Chup các bác nhá. Đó. Tên hãng là Chup. Một thương hiệu của Ý, Chup. Đôi giày đến từ thương hiệu Chup. Phần dưới đã dán chống trượt gót. Còn rất ok. Đế da cao cấp, sản xuất Italy đây, ghi rõ tên hiệu đây. Mặc dù chống trượt ở trên này đã dán lấp xuống nhưng mà vẫn có thể đọc được, trùng khớp với phần lót bên trong này, có nghĩa là hiệu Chup đây, rất rõ ràng cụ thể. Màu nâu, mã A132, size 41, 410k, sản xuất tại Ý, xuất Nhật. Lên cho các bác một đôi rất đặc biệt nữa này. Đó, em sẽ lên cho các bác một đôi rất đặc biệt ở đây. Đến từ một thương hiệu thời trang hàng đầu của xứ sở Hàn Quốc. Đôi này rất đặc biệt quá nhé. Một đôi công sở bất kể ai gặp cũng không muốn bỏ lỡ. Thứ nhất về ngoại hình của nó, thứ hai màu sắc, màu đen sẽ nhiều người thích hơn.
Thứ ba, chất liệu da của nó. Mitsope là một thương hiệu thời trang hàng đầu Hàn Quốc. Các sản phẩm của họ đặc biệt là mọi người trên thế giới biết đến những sản phẩm như là giày da của họ đều rất chất lượng, đều rất cao cấp. Đây là phần gót và phần đế để mọi người có thể thấy đó, dán chống trượt đế fip mọi người nhá, đó đế fip cao cấp hiệu Mitsope. Em lại phải nói lại, không phải bất cứ đôi giày nào họ cũng đều sản xuất đế da các bác nhá, tùy từng mẫu thiết kế các bạn, tùy từng mẫu thiết kế người ta sẽ sử dụng chất liệu đế gì đó. Tuy nhiên ấy, cái thương hiệu Mitsope này họ cũng có những cái mẫu giày rất là đắt các bạn, những mẫu giày phải đến gần 20 triệu tính ra tiền Việt Nam, chứ không hề chỉ đơn giản là sản xuất những cái đôi giày vài triệu đâu, họ có những đôi giày rất đắt tiền. Đây là một trong những đôi mà em đánh giá rất cao của thương hiệu Mitsope, mà ít khi từ lúc buôn đồ second hand giao lưu các bác ít khi sờ vào những cái đôi Mitsope thuộc dạng đẹp và chất như này. Bây giờ em sẽ nói đến chất liệu da các bác nhá, chất liệu da để sản xuất ra cái đôi Mitsope này này là chất liệu da kỳ đà các bác nhá. Đó mới là hiếm các bác, đó mới là đặc biệt, chất liệu da kỳ đà. Nhưng đây là thương hiệu Mitsope của Hàn Quốc cho nên là cái giá của nó cũng sẽ không thể cao được so với nếu đây là một đôi đình đám nổi tiếng của Ý thì giá sẽ rất cao khi mà sử dụng chất liệu da kỳ đà các bác nhé. Đó, mã là A131 này, chiều dài chân 260, size chân vừa với các bác, size 41 này. 510k các bác nhé, 510k cho đôi này. Đó, hiệu Mitsope, chất liệu da kỳ đà. Ở video của em tạm thời kết thúc ở đây ạ. Hẹn gặp lại các bác và mọi người ở những video tiếp theo của nhà em nhé. Chào tạm biệt mọi người.